lúc 14 giờ ngày 21 tháng 10, do thám hình sự công an quận Thủ Đức đưa hai thành viên trong băng đánh cắp ở suối tiên về trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Trong đó một thành viên tên là Châu, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Người còn lại là người đàn ông đi xe máy chở ông Châu đi tẩu tán tài sản mà ống kính phóng viên ghi nhận. Đây là hai thành viên trong băng đánh cắp ở suối tiên mà báo pháp luật thành phố. Hồ Chí Minh phản ánh trong loạt bài điều tra văn đánh các quỹ bạo ở khu vực Suối Tiên. Trước đó, công an cũng đã cầm giữ 5 người trong băng nhóm này.